cài qua rau lỗ nhang xà nhiệt pha với bông quân chư hoa thập phương tiền tổ tấn rau ăn tùy sứ kết đường quân thành ấy vương ân chư tổ hiện toàn thân ta lực
đáng siêu độc giác quy cứu chiêm liên hoa thượng xuất trường giác đi độ chúng nay phạm pháp lưu truyền năm năm tương tục cung chi nam mô tây thiên đông độ nam việt định đại tổ sư tổng sư chư vị bồ tát tuyển tọa y sắc long nhân liễu vị tái chiêm mai thịnh giáng trai đàn chứng minh công đức nha chỉ ngũ nhân thế tôn hệ ư a lê đại chúng trần như bá giảng tiên tổ đặng ta giữ phủ định tâm sắc học hoàng khai giới tập chân sư hoặc cứ tình sát thiền thiên hoặc tài bảo phần phúc địa hoặc trì niên đài ngọc bệ hoặc triều kim quyết châu nâu hoặc không bao đo giả như hoặc chữ kim bình phong cận la hoặc thành phách quý nhiều thiên hoặc như là thứ năng thật là thân nhật là sư trí năm thượng là kinh phân tổ ký đáo công ty vân tập các ăn đục vì âm thổ phi thâm ma bất chân linh giám phó trai đàn chứng minh công đức đã tổng ngũ gia ni thịnh tổ nhất môn quan đại địa quán thông trích dẫn phủ bối chân tích cơ quan ký huyền việt nhị thừa tướng hổ thúy miêu độ lợi nghi cao siêu tổng giác vi liễu chiêm hoa thượng xuất tràng đang vĩ độ pháp pháp lưu truyền tâm đồng tương nghi tục ký đông độ lắm việt định đại tổ sư tông sư chư vị thánh tăng bồ tát thuyền tòa vi nguyện hồ thì bất can tăng điểm xuất công viên hiểu biểu tái chiêm lai thì dám trai đàn chứng minh công đức nha ưu tiên mà bất ni cận cao ta
hữu sông công chỉ pháp ý tơ tề án kinh văn lâu hữu văn tỏa chân ngôn cần đương chỉ là tông. Ah.
huyện Hoa Động xã Phương Long thôn. Ý âu bản ta tinh sư tư tường vững vọt thanh nguyên đúng hạ thiên là tiếng la mê đệ ngũ tần lâm định nghiệp. A à, linh à, sư tiếp mơ linh phát tấu biểu quan thịnh phật tuyên lo kinh mục dục linh giải oan tích kết khai phương phá ngục trung thực trợ thí cô hồn cấp phó điệp văn cờ cầu âm siêu dương bình an mà yêu sự kim ma đại nghĩa phạm lê linh trung nguyễn thị loan hoàng ngày hai eo vân phạm lê thị tám phạm lê thị thơm ma phạm lê kim hồng phạm lê kim hòa phạm lê thị kim hợi phạm lê thị tâm trên đỉnh trung nguyễn phi nhường trần văn tân nguyễn việt dũng lại thế nghĩa nội ngoại tôn xuất trung phạm lê đại cường phạm lê tuấn anh phạm lê hoàng minh ý quân phạm lê hoàng nghị phương ở linh trình quang thịnh trình thu thảo nguyễn phi trầm trầm thanh tùng trần thị hải yến nguyễn thị hoàng nguyễn phu đức phạm thị phượng đại đức anh lê đại lê nhật huy phạm lê minh đức phạm lê mạnh quân chỉnh thị mai nguyễn hoàng phương ở linh nguyễn lý trường tùng nguyễn phương mai nguyễn minh khang hợp đồng giao dương ngôn quyết lý đẳng nga ông cao phù giám lý thiên phục vi chính nhân tiến nhân tề vũ quang thị tiêu hiệu diệu bình chân linh ngân mạnh sinh ra đinh em sử nhân mười em lật nhật là thời thụ hưởng mặc điện phát thế thập bằng ngũ thế đại đạt tư tân sử nhân tứ hóa lật nhị em thập kiểu nhật hậu gia thời em thật là tịch đi xây mộ phần chân linh an tăng ma tại địa trang quảng an nhạc thôn nam phương la đang xã hóa độc nguyện là thị ngân thành phố hải ngạn phòng chi sứ tuần đời năm tứ kiểu hiện tỷ kim vị kim tiên chư vị chân đi giá a tiên a tiền a tổ chư vị chân đê linh bà tổ cô họ phạm lê chân đê linh ông phạm văn a hèm mà chân đê linh phạm bà văn am a chân đê ba cả am a chân đê linh lê thị tái chân đê linh phạm bà thị a là chân đê linh phạm bà văn a tiến chân linh đồng mà thị cậy chân đê linh phạm văn đẹp chân lê lê thị lê chân linh phạm thị gái chân linh phạm văn thất chân linh phạm văn đái chân linh phạm văn đỏ chân linh phạm văn thắng chân đa linh phạm mà văn a thắng chân linh vũ duy a thủ chân đa linh nga nguyệt a thị ông a chân linh vũ có duy a phiền a vũ thị nhà nhớ a vũ thị ngợi tịch nga gặp tổng tiến lê tiên đàn chân vị chân linh gia tiên tiền tò thượng cao tăng tổ khảo thượng cao tăng tổ thì cao tổ khảo cao tổ thì cao tăng tổ khảo cao tăng tổ thì tăng tổ khảo tăng tổ thì bá đức nguyên đệ cô đi tìm mọi cô bé cô bé hữu danh vô kỳ hữu kỳ vô danh hát thân biệt tích đàng đàng chư vị chân linh đồng trợp trái viên công sư tình vua bắc hướng vĩ quốc phương tịnh chiến bảo đã bị tây nai hướng vọng từ quang phù thủy phục biên kỳ phò vĩ thanh linh bảo đã con chi các cánh cẩn thủ kim nguyệt các đã nhập túc thủy pháp sư tiểu vua gia sứ khải kiến đăng chàng khai nhất chú chu tiêu viện vì tám năm bắc đạo chàng thành tiểu pháp sự sơ hành cẩn ta tua sớ văn tiền thân thượng tấu huy nhà cung quy tây thiên tông độ we
nhân hoa hướng tùy ngũ diệp lưu phương phó pháp tạm ngư tây càn ba tâm đông vu chất lượng khải thanh tinh vô đi chiếu tam tư nhân đệ thịnh minh sư chiếc nợ thân kỳ đạo cung ký tây điên đông độ nam việt định đại tổ sư tông sư chứ vì bồ tát thiền tọa hạ phục nguyện tông phong vinh chân tổ ấn trùng quang dĩ hoa hương biết lưu thiền năm pháp ngũ âm chiêm ngũ học địa như tư kỳ đạo tất vọng minh gia chiêm hoa ngộ trì tổ đạo sơ hưng liên liên tứ thất diện chân thừa đụng đại viết truyền đăng dịch nghiệp tương thừa chính pháp vinh xương mình nam mô độ nhập sư bồ tát ma phó tắc đường an cư yếu từ chi thời hành sự khoa phạm tiên dương tín chủ đầu thành kinh đao sứ hòa nam tam tôn thành ngã trung ngã Thank you.
Phong hào quang biến kiểu
Hồn về ác gặp hoa phan linh thông tăng hạ bàn tràng.
chứng minh à. Tôi được Nam Quốc Hải Phòng Lanh Thủy Nguyên huyện Hoa Động xã Phương Năng Thôn ý ưu bản tính sư tư thường phụng Phật thanh điển cung hạ thiên thiên đê đệ ngũ tuần lâm định nghiệp nhi minh sư tiếp định phát tâu biểu quan chính Phật tiên linh mục dục sai oan thịnh kết khai phương phái mục trúc thực trợ chí cô hồn cấp phó điệp văn kiệt là âm siêu hương bình an lợi sự kim thần trai chủ cô ai nam tử phạm đê đại phạm đê minh trung nguyễn thị đoan hoàng hải vân phạm đê thị tám phạm đê thị thơm phạm đê kim hồng tiến hiện là tỷ phú tỷ tiêu diệu diệu bình chân cho linh vân bệnh sinh ngao ư đến nhà sư đã nhân mọi nguyện nhật là thời thụ hưởng dương mạo liệt mắt tập ngũ thế đại hạn là tư tâm sự nhân tứ nguyện nhị thập kiểu nhật hội thời mệnh chung một phần chân dương âm tám quy năng năng vị tại nhà nghĩa trang có năng nhạc thông năng phong năng sáu hoa động nguyện năng thị nguyên thành phố Hải Phòng chi sứ phần năm ma đệ ngũ định nghiệp hiện tỷ kinh vì kinh tiên chữ vì chân nên giao thiên tiền tổ an kính nhất kiến chân linh bà tổ cô họ phạm lê phạm văn đẹp chân linh phạm văn am chân linh bà cả am chân linh kính nhất kiến chân linh lê thị tái chân linh phạm thị la chân linh phạm văn tiến chân linh đồng thị tội chân linh phạm văn tiệp chân linh lê văn nuôi chân linh phạm thị gái chân linh phạm văn tức chân linh phạm văn đái chân linh phạm văn đỏ chân linh phạm văn thắm chân linh kính nhất kiến chân linh hữu ta tiên tổ vũ vi thủy chân linh nguyễn thị ông chân linh vũ vi thiên chân linh vũ thị nhớ chân linh vũ thị nuôi chân linh đồng phổ tộc đẳng đẳng chư vị chân linh phạm gia tiên tổ đường thượng phạm gia tiên tổ đường hạ vũ gia tiên tổ đường thượng vũ gia tiên tổ đường hạ cao cao tổ khảo cao tổ tỷ cao tặng tổ khảo tặng tổ tỷ bá xuất huynh đệ tổ cô vách tướng tỉnh cầm cô cậu bé đỏ họ phạm họ vũ chân linh đồng trưởng trai liên quân thỉnh tuyên gương thì về
Phật Di Đà phó cho sứ giả dẫn hồn về nhập phan, hồn về áp nhập hoa phan, linh thông giác hạ đàn tràng chức thức. Tục sinh dám xin chứng tấm lòng thành hoa trà tiểu sắc một buồn kinh dâm. Kim nhân kim nguyệt kim nhật kim thời kim bị hợp đồng nam môn nữ tế từ thôn nội ngoài toàn gia dương bông quyến đằng hồng tàng phù giám ký kiểm phục vì chính kiến niệm thì vũ thị tiêu hiệu diệu bình chân linh nguyên mệnh sinh ngư linh xỉu nhân hội nguyệt nhật thời thụ hưởng mạo liệt bát thập ngũ tế đại an ngư tân xỉu nhân tứ nguyệt nhị thập cửu nhật thời thời mệnh trung nga tân long định liệt đệ ngũ hiển thị kim vị kim tiết nội ngoại đẳng đẳng chư vị chân linh gia tiên tiền tổ phạm gia tiên ý tổ nguyện giao tiên tổ nội ngoại đẳng đẳng chư vị chân linh cao cao tầng tổ khảo vũ gia tiên tổ cao tầng tổ tỷ bá thúc huynh đệ cô di thì muội cô bé cầu bé hết danh đô kỳ hữu kỳ vô danh á thân liệt tích đẳng đẳng chư vị chân linh độc trượt trai duyên quân siêu tinh ha. Mới thông chân tính vốn sẵn là bất việc trăng lặng đêm thâu thấy ánh nhà trong qua quái thăng trầm bây bước lỡ sinh tử o ép tận đà ngậm ngùi bóng thỏ qua nhanh như ngao ngắn trọn tình vô thường trọng tiền xót xa nơi cửa đóng thép cài im hơi mà tiếng thương thay là nơi chôn tán xác người trần gian đường tội phúc mê mang chẳng tỏ nỗi thắng trong chưa rõ nguồn cơn nào. Hoặc lên trốn vào thái sớm lỡ trốn biển bông lầm lầm lỡ ngao du hoặc là ở cõi phong đô hoặc sinh nam thang mơ hồ đầu thai hồn phảng phất năm canh lạnh lẽo u hồn còn phảng phất bơ vơ hầm sâu mờ mịt tối tăm mây hồn phảng phất xa vời trông lấy nhờ đức Phật từ an tịnh độ thời bóng hồn mới được về đây lấy nhà trái chủ thương quyến mở đàn bày đặt mở đàn lục độ có thầy tham sư chứng minh chủ tịch bảo vô đề thiết tâm thiết tịnh hồn về tây phương la ngâm na niệm bát sơn.
Rằng
hồn còn sống ở nhà bàng hoàng. Phất nguyện hồn hoa tỉnh ra không thấy biết là hỏi ai. Trời biết rằng cậu phúc đầy vui, bỗng đâu hồn đã ra người khổ xa xưa. Hay là vọng vọng vành sen mãi vui đãi cũ đạo tiên nam một mình. Hay là hồn đã tái sinh chân sinh mong mãi tự tình kiếp na tha. Tiền thịt pháp văn tinh cầu nguyện cho chân linh được siêu sinh tình a độ. Năm cao nhất mong thúc ngàn đương khâm tháp nhân sư bất cửu trường hữu tư hữu sinh khai hữu mệnh vô bằng vô phú tổng vô hòa thương. Sự sư và hê đại nhật đệ đáng xuất quang tinh đầu chi thiên long xa cầm liệt ly vân su phân chẳng dẫn là xa chi phúc phàm lâm tình cảnh tư cần dung nghi y trình túc dĩ vô và tiến thoáng thứ tử đi hữu độ hàng can tiếp mạng định thủ khiêm viêu thính thử chi ngôn vô di hậu hối lăng bản hữu bản thông chi tả giám môn quan đông ngục cảnh hữu trương chân quân hữu giám môn quan phong đô quốc ma quan chân quân toàn hạ tế thứ
nhân sử nhân lục nhật là sơ lục là nhật nhân thời cố bảo nhân đạt pháp sự thần phục hành tái hữu nghĩa bản phân hợp hành thiên độc lẽ trời đất âm dương là số vận tuần hoàn kiên cổ xét xem thánh hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chớ có coi xem là thường. Đàn tràng này ngày nay mới mở trên có lời phát sự viên cam dù ai tới chốn đàn tràng ngưỡng trông Phật thánh tòa vàng nguy nga như trôi gọi sao xa rực rỡ vẻ rồng mây phượng múa nguy nga tràng ban tiếp phúc hà xa ai mà cũng kính ắt là phúc thêm. Bác lại ra điều khinh mạng tôn nhang luật trời tội ấy phải mang ăn năn chẳng kịp rõ ràng không sai bà tả bằng ám sát đôi ngày chứng minh công đứng những lời tấu dâng vẫn trời thân xỉu tiên na độc người nhà nguyệt sơ độc nhật đương thời đương đàn pháp sự ứng cúng đàn này tái hữu bản khăn lập hành tiên đọc khải kinh minh dương thủy lục pháp đàn phục đi trần thiên biến phúc nạn danh cứu khổ chi hồng âm phật nhật tăng huy vô được độ nhân chi đạo đức hợp thứ đàn nghi triệu khải hữu kỳ khoa phạm tiên hành thích ca văn phật bảo toàn nguyễn nga di đà tôn sư kim đài ân la anh túc kinh la tứ giới độc tịch tam đò hoàng nam bắc đông tây tứ tiên vương chi tòa chân tiền hậu tả hữu bắc thần tướng chi hộ chỉ bồ tát khung phù thành thân nhập nhà tán nhất tê đàn trai hội đại chúng đồng thanh cửu tiên trần kết ương vân ân chiếc ngọc nộ thập địa bình nhà châm hoa ỷ tự dụng kim liên chúng quỷ tiềm tông quần quần đâu niệm ba tích tiêu chương nghiệt nhi hữu chân la tư chi tạo trần diễn chi tội ngoại thức thanh đặc bản hữu bản thông chi đã giám mây đàn nộ quan hàm đầu đại tướng tòa hạ hữu giám đàn đốc quan gia tỷ na đại tướng tòa hạ thế thứ thân xỉu thân la lục vật sơ lục là nhật đương la thời cố bản đương đàn pháp sự thần phục hành đạo phật thánh tượng mấy che phủ mở phép màu cứu độ dân ta trông lên phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa hương nhờ đàn tràng này ngày nay khai đàn chép hoa đàn có bảng hai bên các ngôi ngôi ngực và xem bốn cõi cùng bên ba đường bốn phương trời khó cho thiên tướng hộ đàn này đau trước như y kim cương tám tướng hộ trì thánh vân bồ tát thực thì nghiêm trang trên cái biểu thiên hương bay chín vẻ dưới ngôi tòa tòa áo bình trơm phật trời đã phúc chúng lâm bao nhiêu ba quỷ tiền sông cõi ngoài hay nhà chính chủ tân trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm hai ngôi hữu bằng chúng tình những lời tha thiết đấu tình kính dân phật trời lâm tân xỉu tháng sáu ngày cùng sáu phúc sinh thời ương đàn pháp sự thần huyền nguyên ứng cúng đàn tràng trai chủ thành ý chuyển cảng khôn thiết lập trai đàn thỉnh thế tôn bảo cái tràng phan nâng pháp hội pháp sư bộ đáo tốc khai môn sơn tăng chỉ trượt đáo tam quan phật hóa di đà dũng dược sơn kích hóa môn đình tam tập trường ba hà ngoài đào tận quy hà tiên hướng tiên binh phủ đệ tử lưu ân lưu phúc đao tinh môn đàn khai hoa kết ấn điểm tịch chân chân thanh chân
tùy là cả thủ chất mất kim tùy là bà phương bình thiên nga câu ấy tận tiêu trừ linh tử trai đàn phất thanh tịnh nhà bồ tát mấy khắp nước cành dương nga vậy một giọt biết khắp cả mười phương anh ơi nhớ bẩn sạch lâu lâu linh tử trai đàn phất thanh Thank you.
bất truyền uy quang ứng khẩn ý thành công quan na như điện xiết phi đàn tấu sự nhập phong hành tuân phụng như lai xuất thủ phụ tăng lâm tín chủ ya tình linh thịnh chư thanh tài giang phó xuyên nam bờ trai chủ bảo an linh trai chủ bảo an linh nhà đến trước công đức xuất lu à mình nam mô tương chỉ tổng nhà
thì ở chúng phi thì kim cô an thủ tầm công cán văn điều ô phương thánh được quyền long la ngăn cách kỳ duyên lưỡng hoa thăng thiết nhập địa tự sát na phó cảm uy linh kiều ước từ đầu sinh như hoàng nga khắc kim tắc quả ban mời ngài bất nhị bôn cai trần hiển mật chi khoa uy kiếp linh hương chi pháp tịch trực linh nghiệp lãnh tu tạ thần công giao áo yêu phụng tình chân ngôn cần nương chỉ tâm ta thế thử chân ngôn thâm triệu tình nga trực phù sứ giả nguyện thâm là chi thâm báo ức là chi thử nhắc kịp thời lập pháp thời tâm mô phàm tình như thế giới định sơn hội thương tình ngọt điên lễ tận phương quật quốc ngôn hạ tấu sử tập tiệp công tào kim chi na cha sứ giả kinh ngưỡng phi thiên phủ quan nhật ngơ tiếp bộ thuộc thanh trúc nghiêm hộ trai gì ơi nguyện mà như lai báo sắc ngà mẫn trai chủ khẩn tình nay tự phi phong cứ như xiết điện nhạc hoa tài quản chân nhang chỉ thâm mai nay vắng vấn là quyền hành chỉ xích chi tường đế bao phong ứng điểm khẩn tình di vạn dân làm hư này thiên kinh hôm nay tấu sự nhân trực công tào báo đề hoa quang sứ giả kinh nghiêm mê tứ thiên phù quang nhất tiết bộ thuộc thanh chúng nhi giáo sắc hà vẫn trong chủ khẩn thành ái từ khi phong cứ như xếp điện nhạc ba từ tình đàn địa phủ sông La ban phù mạnh tiến thái sơn ngự án địa phủ môn hạ đấu sự nguyệt trực công tào quang sơn La sát sứ đã kính ngưỡng không hành phù quan nhất thiết bộ thuộc thanh trung nghiêm hộ trai đàn vì nguyện thượng bất như lai đáo sắc hạ mẫn trai chủ khẩn tình hai tự phi phong tại ba tâm tam ba sơn lãng nguyện lý yêu thiêu tiểu huyết tinh phùng nhi vi nhiễu quỷ phủ môn hạ tấu sự nhập trực công tào phiêu lưu mãnh liệt tứ giả kính ngưỡng công hành phù quan nhất thiết biết bỏ thuộc thanh chúng nghiêm hộ trai
tuân như lời giáo pháp hạ mẫn trai chủ khẩn tình lai tự vi phong cứ như nhất tâm phụng thỉnh chu toàn nhạc lịch chư tư từ vốn dự mà phù môn hạ đấu sự thời trị công hạ tào ân cần từ hạ sứ giả kính ngưỡng thổ địa phù quan nhất thiết khổ thuộc thanh trung mà duy á nguyện thượng quân như lai giáo sắc hạ mẫn trai chủ cẩn tình nay tử phi vong cứ như xuyên diệt nhan hoa vũ về sứ gia giám đạo tràng thủ thử hương hoa phổ cung phạm lê thị tâm trình đình trung nguyễn phi nhượng trần văn tân nguyễn việt dũng đại thế kia nội ngoại quân sắc trung phạm hòa lê đại cường phạm lê tuấn anh phạm lê hoàng minh quân phạm lê hoàng phương đinh trình quang thịnh thịnh trình thu thảo nguyễn phi trường trần thanh tư dụng trần thị hải yến nguyễn duy hoàng nguyễn phú đức phạm thị phượng đại đức anh đại lê nhật huy phạm lê minh đức phạm lê mạnh quân trịnh thị mai chi nguyễn hoàng phương linh nguyễn trường tùng nguyễn lê phương mai nguyễn minh khang hợp đồng tha lương môn nguyễn đẳng từ xưng phục vì chính kiến chân linh hiển tỷ vũ thị tiêu hiệu diệu bình chân linh nguyên mệnh sinh ư đinh sửu điện hưởng dương mạo điện bắt thập ngũ tế đại hạn ư tân sửu điện tứ nguyệt nhị thập tử nhập thoại thời thật tịnh ti mây tranh linh được an táng nhân mộ phần tại nghĩa trang quát nã nhạc thôn phương mang xã hoa động nguyệt thị nguyên thanh vũ hải đồng y kim vì đại vũ tần lớp định nghiệp chân linh hiển tỷ vũ thị tiêu thỉnh mời
ta tô bố họ phạm đê chân linh phạm văn đại âm chân linh phạm văn âm chân linh bà cả âm chân linh đê thì đáy chân linh phạm thị na chân linh phạm văn tiến chân linh đồng thị cậy chân linh phạm văn tiểu chân linh đê thì nuôi chân linh phạm thị gái chân linh phạm văn cất chân linh phạm văn đáy chân linh phạm văn đỏ chân linh phạm văn thắm chân linh vũ di thì chân linh nguyễn thị ông chân linh vũ thị ông phiên chân linh vũ thị nhóm chân linh vũ thị ở quê thỉnh thỉnh mời thượng thượng cao cao chi tổ cao tầng tổ cao cao tầng tổ thì ba thúc đạo huynh cô thi thì mới phải gặp lôi ngoài đang đáng trước kịp chân linh tổ cô mãnh cương cậu bé đỏ tại gia bé đỏ tại nhà ho pham ho vũ thịnh thịnh ấn linh sản và lĩnh chiến công đức à tận tổ kim ngật các túc tỉnh tháp sư tiểu vũ tại đa sứ thải yến ta ta trang tuần lâm đỉnh nghiệp tua thiết hương hoa tua viên nghi tán bản tam thân đắc thử lai thời tận án cao pha phục hành pháp sự kim pháp tục văn hạ tục hình biểu nhất tục thượng hạ phong ngưỡng của toàn ngưỡng phiền thần ngự cẩn cẩn tế vệ phật phước lưu ly cùng cấu tiến hiệu thiên kim thuyết cùng cấu tiến đồ cùng tấu tiến thủy phủ phù tang cùng tấu tiến cương phủ đại nhạc cùng tấu tiến kia tại vân trình chi chúng bán không yêu mà đắc trở viên sinh đáo hữu quay phật hóa số chúng hữu hà hộ chân ngôn mãn phẩm thăng hỏa hàng tuân phật chỉ phong hỏa phụng hạnh phân nguyện không tiến tu trí hoàn pháp giả hữu quan thượng thiên tập là tiệp sứ giả hạ chuẩn thứ thiên phủ tướng thiên sứ giả hạ chuẩn thứ địa phủ địa ma sứ giả hạ chuẩn thứ thủy phủ không hành sứ giả hạ chuẩn thứ đương cảnh thổ địa linh quan hạ chuẩn thứ tuế thúy tân sửu liên lục nguyệt sơ lục nhật đương thời đương đàn pháp sự thần nguyện tôn phục thánh phục mong thanh á tướng long phụng tiến biểu từ long đình ngọc bệ hoặc tòa đồ di thất tự hoặc đề tu cải thất thành cam viên sứ giả cung ất trò du mật cẩn phương hàm dẫn thiết nhà quan âm khai thông thiên ất ngọc nữ bồ tát phụng tiến đan chỉ kim quyết đầu thành phù thân giá khách thị chi tương giá tật tông chiếu lâm thiết phó đàn tràng chứng minh công đức đinh trí cảm thì đánh thì nhận chu nay hô khắp chi gian trai chủ nhất tân kỳ khẩn thanh hướng phiệt sứ giả tất tê trình hoặc bà mộ thiên ma chu chản diệt tình y văn khổ mục chản đại thiên đình khai thông đạo đồ tê thử biểu phiệt đối tam phủ tông phân minh chư phân nơi văn thông y chi giáng hạ phúc thì trai chủ thọ trưởng uy sinh tài văn tam đối đạt tam mà quan nếu số chẳng văn vai tục má tiên trình chư phật mà tối tâm độ hoàn có cha nhất thiện sinh tộc tá đại hình tất tá đạt thiên nhàn tư mà cam bằng phi thiên tộc đẹp sứ giả danh tự cấp cô tí thị tề tự tấu ở thỉnh nhà chư bồ tát tâm từ tinh nghệ quang kinh tàng đô bảo phật ngồi hạ phụng tấu đáng trì thông qua trần trạc khí tả thủ bồng hàm hữu thủ thiên mã phục huynh thánh đa tề tử tấu tâm văn từ tinh nghệ thiên phủ tứ tiên sứ giả thanh đoàn tử du tí họ dẫn tố tiên môn long bàn nê đại chỉ tả thủ quốc quang yếu thủ tiên má phục linh thánh ta tê tông thân văn kinh nghệ thiên hồ chư tiết thiên chúa cập thanh chúng thánh tiền địa phủ thiên ma sứ giả thanh triệu công anh tí mùi cần tố tiền tình thiên nhân trần thanh tả thủ quốc quang yếu thủ tiên má phục linh thánh ta tê thử tấu thân địa phủ văn tự kinh nghệ thiên ma sứ giả thanh chúng thánh tiền thủy phủ công anh sứ giả thần liễu kích
phụng linh thánh giá tê tử tấu tân thủy phủ văn tự kinh thủy phủ đại thiên la long long vương chúa bát thải long vương cập thanh chúng thanh tiền đức thành thổ địa linh quang thanh tự kỷ đi dần rồi dần là tấu tấu chi thường đức ba la phụng linh thánh giá cần là tê công điệp tân văn thiên hà đô đại thành hoàng tu chúa giả từ hà độc viên sứ giả đệ tử trình ngũ vị sứ giả thông nhập thời bồ tát chi đặc bằng biểu phụng mọi dũng biểu các tăng đa tê thương quan tâm vấn độ khai tông tiền ức long sa cũng được quân hóa bố trì tất do tất chỉ huy chi đặc thượng đế kim vị trai chủ đầu thành tiết đạt phi văn thiên phủ bất tị địa phủ chi hoa thủy phủ hợi thiên thổ địa dân môi chạm chạm tâm linh thiên ngai tí địa tịch xỉu bảo nhân sinh dần kim ma thời đệ tử phục ma tấu thiên tịch tí xỉu dần báo thịt là ăn nó tất cai thiên là môn hồng án tất cai địa môn hồng án tất cai thủy môn hồng tí xỉu dần báo thịt hợp mà minh thiên đế nhật nhật viên là hoàng thanh ly sứ giả thiên bạch thanh ly đồng lòng ơi di đạt phục biểu ơi a la bàn tê chúng ly quan âm lẫn lộ xỉu lòng tứ khai chiêm mọ kim ma đồng bút ra kỳ phán quan mục danh thì trái chủ sò đào như ý sở nguyện tập tâm sở hữu tịch văn cẩn đương tiên tập Thank you.
điều vì đính lễ tà ngũ vị sứ giả quốc cung ta.